Con xin chào cô cũng là thầy cô cũng là các bạn. Con xin tự giới thiệu là con tên là Ngô Đức Anh. Hiện tại con đang học lớp 10 và con sống ở Long Biên. Hôm nay con sẽ thuyết trình về một sản phẩm, một trò chơi có tên là Flappy Bird. Thì sau đây con sẽ khởi động chương trình. Thì chương trình Flappy Bird thì chúng ta nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, sẽ điều khiển chú chim và để tránh các chướng ngại vật chính là những cái cây cột đấy. Và nếu mà chạm vào cây cột thì chúng ta sẽ phải chơi lại, sẽ có nút play again. Và khi chơi lại thì cái score nó sẽ reset lại. Và cái chức năng chơi lại thì con vẫn đang bị gặp một số lỗi, cụ thể như là khi bấm play again thì con chim nó sẽ, cái tọa độ con chim nó sẽ không quay về ban đầu, chỉ ban đầu, và tọa độ của mấy cái trụ này thì nó vẫn giữ nguyên ở chỗ đấy, nên là nếu mà chạm vào cột thì nó lại hiện lại chơi lại. Và chức năng nổi bật của con thì có lẽ là cái chức năng con thêm vào nút play again để có thể chơi lại và reset score. Thì cụ thể thì con sẽ đặt một status, sẽ state, và nếu mà cái state này nó bằng stop thì sẽ in cái nút play again lên. Và nếu mà chúng ta click chuột trái vào cái nút play again thì chương trình sẽ quay trở lại cái trạng thái gọi là trạng thái playing, thì con chim sẽ được, trò chơi sẽ được tiếp tục. Về một số cái chức năng mà con muốn thực hiện trong tương lai thì có lẽ là con sẽ phải thêm, đầu tiên là sẽ thêm âm thanh cho chú chim này, và con có chia sẻ thêm là con có đã thử thay đổi một cái hình ảnh, thay đổi con chim này con khác ấy, và background kiểu, nhưng mà nó gặp một số lỗi về tọa độ rồi những cái lỗi lặt vặt con vẫn chưa xử lý được. Và con cần, ngoài ra con sẽ thêm tiếng cho con chim mỗi lần nhảy. Vâng, bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Rồi, Đức Anh đã hoàn thành xong phần thuyết trình. Đức Anh giữ nguyên màn hình nhé. Mời một bạn nhận xét cho thầy. Phước Đại nhận xét cho thầy nào. Dạ, con thấy bài của anh được ạ. Lần trước khi Đấy, Phước Đại không vào lớp, thầy đã nhắc về cái phần nhận xét rồi đấy nhá. Lưu ý là bài của bạn được rồi ạ. Thế thì sẽ phải có hai phần. Một là những gì mình thấy thích trong bài của bạn. Được rồi thì không có nghĩa là thích. Con bài này của bạn, con thấy thích ở điểm gì? Đấy, chứng tỏ chắc là không con không thích thích cái này. ở cái phần gameplay. Play thì có gì mà thích? Rồi, hoặc là có gì muốn góp ý không? Không thể nào mình nói bài hoàn hảo quá rồi không có gì để góp ý được. Con nghĩ là sao anh nên thêm nhiều chức năng hơn. Rồi, thêm những thức ăn hơn. Thế này là nhận xét còn hơi sơ sài nha các bạn nhá. Rồi, ở đây thì thầy sẽ đặt cho Đức Anh một vài câu hỏi trước. Thứ nhất là thầy chưa thấy con minh họa cái phần cộng điểm đó, bây giờ con thử chơi thử cho nó tăng điểm như thế nào. Khoảng Vâng. Cái nâng điểm này thì con đã có thử để nó nâng lên điểm, số điểm cao hơn, nhưng mà không thành công. đó tức là nó chỉ được đến maximum là 9 9 ạ. này. 9 ạ. Thế bây giờ giả sử nếu mà lên đến 9 thì nó sẽ như là lỗi chương trình hay là nó sẽ không tăng nữa hay là lại quay về không? Nó sẽ lỗi ạ, nó không nhìn thấy cái ảnh của người. Rồi ok, thế thì rồi ok, cứ thử đi. Rồi ok, thế thì thầy đã nắm được toàn bộ bài của Đức Anh rồi. Thế thì thầy sẽ nhận xét bài của Đức Anh như sau. Tất cả các bạn chú ý này, thầy làm nhận xét bài của Đức Anh thì tất cả các bạn cũng cần phải lắng nghe để mà rút nghiệm cho bài của mình. Đó. Thứ nhất, về sản phẩm thì sản phẩm của Đức Anh là một sản phẩm cũng đã đạt yêu cầu về cái kỹ thuật lập trình rồi, và cái phần sáng tạo của Đức Anh sẽ có hai phần, một là play again, hai là cái phần ống cống. Ống cống Đức Anh lúc này sẽ không đặt cho nó xuất hiện cùng lúc nữa, cùng khe nữa, mà là sẽ đặt là ống cống bên trên, ống cống bên dưới khác nhau, đúng không? Tức là đây mình sẽ chỉ chẳng qua là thay vì nó sử dụng cùng một cái tọa độ x thì bây giờ mình để thay đổi cái x khác nhau thôi, đúng không? Rồi ok, thì đấy là cái phần sáng tạo thêm là mình đã có. Ngoài ra cái phần
phần phần kỹ thuật cách khác thì đều cũng đã tương đối là đạt yêu cầu rồi. Tuy nhiên ở đây thì bài này của Đức Anh thì thầy thấy đang không biết là do mình không có đủ thời gian làm hay là gì mà thầy thấy nó chưa được trau chuốt về cái phần lập trình. Ví dụ như cái chức năng cụ thể như chính Đức Anh cũng tự nhận xét bài của mình là cái chức năng play game chẳng hạn. Cái việc mà làm sao cho con chim chạm vào ống cống chẳng hạn. Rồi sau đó thì khi mình nhấn play game thì sao mình phải tách các nhân vật ra. Đúng không? Mình không thể nào để cho nó cứ tiếp tục chạm như thế được. Thì cái việc tách ra thì có khó không? Chỉ là đặt một cái x khác, đặt lại x, đặt lại y chấm hết. Đặt lại các trạng thái. Thì những cái chức năng đơn giản như vậy nhưng mà mình đang chưa có thời gian để mình trau chuốt cái sản phẩm hơn. Hoặc là có thể là mình biết làm rồi nhưng mà người không sửa chẳng hạn. Cái này thì chưa biết thế nào. Mà ngoài ra cái phần code của mình là làm sao sẽ có một cái phần nó mình khiến cho người xem cảm thấy cảm giác là cái code này nó đang là kiểu làm dang dở chưa hoàn thành xong. Ví dụ như có một số khóa rất là rộng như thế này chẳng hạn, con cuộn trở xuống đấy, tự nhiên lại đùng một phát như này nó như nào. Tại sao mình không chỉnh sửa lại một chút cho cái mã nguồn đẹp mắt hơn? Bởi vì khi mình thuyết trình, mình show cái mã nguồn ra và mình giải thích cái mã nguồn của mình thì mình cũng có thể phải làm sao cho nó chỉnh chu một chút. Ở đây các bạn có thể nhấn giữ các phím Ctrl, Alt và nút L để sắp xếp lại cái bài của mình cho nó tự động thu gọn với cái này lại. Bước anh nhấn thử đi, Ctrl L, nhấn giữ Ctrl, Alt, L, thấy chưa? Đấy, nó tự thu gọn lại cho nó đẹp và sau đó mình có thể xóa bớt những cái khoảng cách này đi. Đấy, để cho nó đẹp mắt hơn. Ngoài ra là cái phần, ở đây Đức Anh còn một phần nữa mà tất cả các bạn khác đều, gần như là các bạn khác đều nắm, đều móc phải, có hai phần. Một là cái gọi là cái cheat, cái bug, tức là cái trải nghiệm người dùng mà mình ăn gian để có thể win. Ví dụ như bài của Đức Anh, thầy cố tình cho con chim nhấn chuột nhiều lần để cho nó vượt quá lên bên trên cái ống cống, có được không? Chạy thử đi. Bởi cái buổi trước thầy đã đấy. Ví dụ như thầy cố tình nhấn cho con chim bay thẳng lên trên này, đấy, con chim nó sẽ bay ở cái vị trí bên ngoài màn hình, đấy, lớn hơn cái tọa độ này, thì sao? Auto win. Đúng chưa? Như vậy ở bên dưới thì nó có làm sao? Ở bên dưới thì nó có cái giới hạn của mặt đất rồi, nhưng bên trên, trên bầu trời mình không có cái giới hạn. Thành ra là gì? Thành ra là cái trò chơi nó chưa được hoàn chỉnh. Đấy, mình hoàn toàn phải lợi dụng cái đấy, người chơi lợi dụng cái đấy để mà khiến cho trò chơi nó không còn thử thách nữa. Và cái thứ hai là về, cũng là về cái trải nghiệm người dùng. Nhá, là khi mình kết thúc thì sao? Thì đáng lẽ mình sẽ phải có thêm một số cái tác động vào chương trình, ví dụ như là chức năng chiến thắng chẳng hạn, win, hoặc là dừng hẳn chương trình, hoặc là cùng lắm là cái điểm mình bật lại về không chẳng hạn. Đấy, chứ không bao giờ một cái trải nghiệm gì mình đang chơi một trò chơi tự nhiên chương trình bị crash, bị lỗi, bị tự động tắt đi. Đó là khi được 9 điểm lên 10 điểm tự động tắt đi là một cái trải nghiệm rõ ràng mà không vui, và rõ ràng đây là cái thể hiện là chương trình của mình nó đang gặp lỗi chưa hoàn chỉnh. Còn cái việc là lỗi điểm hoặc là gì, hoặc là mình cho dừng luôn đi, cho chim, con chim này mà chạm vào cái mà được 9 điểm quá 10 điểm thì cho kết thúc chương trình luôn đi, dừng hẳn luôn đấy, thông báo win hay là gì đó đấy. Thì Đức Anh lưu ý, nếu mà và tất cả bạn khác lưu ý, nó là nó thể hiện cái tính đóng gói, là cái tính trọn vẹn của chương trình đấy, nó thì cái tính trọn vẹn nó không thể hiện cái lỗi ra đó, thì đấy là mình sẽ cần phải trau chuốt hơn khi chúng ta cái trình cái gì ở trên lớp này. Thì thôi, thầy dễ tính các thứ các bạn coi như là một cái sản phẩm chưa được hoàn chỉnh lắm thì thôi cũng được, nhưng mà chúng ta nên giữ cái thói quen đấy để về sau, ví dụ biết đâu chúng ta đi làm bài tập, nộp bài tập trên lớp chẳng hạn, bài tập lập trình gửi trên lớp cho cô, hay là đi thi các cuộc thi sáng tạo hay cuộc thi lập trình gì đấy, thì mình nên giữ thói quen, mình giữ cái thói quen là một cái chương trình nó ở cái tính chất nó hoàn chỉnh đấy, có bắt đầu có kết thúc là mà nó sẽ, mình không biết lập trình chức năng hai điểm lớn 10 như nào thì thôi cho dừng luôn được nhá. Thì lưu ý tất cả bằng các lưu ý nhá.
Rồi, đấy là phần thầy nhận xét về cái sản phẩm. Còn thầy nhận xét tiếp về cái, à, có thêm một cái phần nữa là về cái âm thanh. Cái âm thanh rất dễ nhưng không thêm vào thể hiện ở việc các em không làm bài tập. Thế rồi, có cái phần bài tập lập trình thêm âm thanh là bị thiếu. Nó mất hẳn cả cái hay đi. Mũi chuột nhấn chuột nó vỗ tanh vỗ cánh rồi rơi xuống đất cũng có cái âm thanh, có âm thanh tính điểm. Đấy, nó không có âm thanh thì rõ ràng nó sẽ không có thú vị. Nhá. Thậm chí mà các bạn toàn phải sáng tác thêm cái nhạc nền vào Scratch chẳng hạn, hay là vào một cái tải một cái đoạn nhạc bất kỳ ở trên mạng về để gì để mình phát âm thanh làm nhạc nền chẳng hạn, không khó đúng không nào? Nhá, rồi ok. À, thế thôi, thế thì đấy là cái phần nhận xét về bài. Còn cái phần kỹ năng thuyết trình của Đức Anh thì thuyết trình vẫn tương đối là đầy đủ tất cả các phần. Và mỗi tội cái phần giải thích về lệnh thì Đức Anh hơi ngắn quá, mình có thể giải thích thêm. Ví dụ như và chủ yếu nên các bạn khác cũng thế nhá, nên tập trung vào giải thích vào cái phần mà mình sáng tạo thêm. Đức Anh cũng có giải thích vào cái nút play again rồi nhưng mà nó đang hơi ngắn gọn quá và chưa được kỹ. Tức là ví dụ như mình kỹ hơn mình có thể quanh lại những cái lệnh mà mình sử dụng và mình bôi đen đấy để người ta còn nhìn rõ đâu là cái phần mình sáng tạo thêm, đâu là cái lệnh mình đang nói đến. Nếu không thì cả một lệnh như này mà mình nói đến một cái lệnh nào đấy thì người dùng sẽ phải tìm tìm xem có phải lệnh này không, có phải lệnh này không, có phải đang nói đến lệnh này không, hay là đang nói đến lệnh dưới này đấy, có thể là sẽ khó để theo dõi hơn nhá. Các bạn khác cũng lưu ý cái trình độ thuyết trình của mình sẽ ngày càng tiến bộ theo thời gian nhé. Rồi ok, như vậy là phần thuyết trình của Đức Anh đến đây là kết thúc.